đây đây, đây cả lưới đây, ôi, lưới. Quay phim, quay trực tiếp luôn. Ở đây là xã Thái Hòa nhờ, Thái Yên nhờ. Cái này đỡ thu đấy, kéo cần phao. Tầm này thì không cần phao. Nếu chỉ tầm này thôi. Vâng, nếu ở tầm này thì không cần phao luôn. Nếu mà thu tầm này không cần phao đâu. Cái này chạy thoải mái. Ở chỗ nó chụp sâu hơn. Đây là cái áo này, bên kia thì chụp, bên này thì là chụp. Thế là như thế này. Không, như là ruộng tầm này không cần. À, ruộng này thì không cần phao. Thì sợ cái đám lưới kìa. Anh hứa là cây cũng tốt và mưa cũng rất là tốt. Quá tốt. Xem chỗ nào thụt nhất là bác chỉ chỗ nào thụt nhất. Đám này không có chỗ nào thụt nhất. Chỉ có đám dưới này góc kia. Ngoài cái kia có bốn một cái kia thôi luôn. Mỗi cái góc cái đầu máy làm thoải mái. Mà thôi đừng chạy đi hết rồi lại phải tháo xả e. Không. Con dâu đổ đây mà. Đổ thoải mái mà. Vừa nãy đổ chưa? Đổ từ trên nhà rồi. Làm gì nãy còn một tí thôi. À, thế à? Tầm 3 chén thôi. Còn sắp hết rồi. Nãy mở bình cho xem rồi. Mà sới đất khô nó soi làm sao sới được. Ok, thay ở trên kia lại đổ thay. Thay. Thế là lá phay vào lồng. Vâng, vâng. Lại thay lại rút lồng ra lại cho phay vào. Tí có chỗ nào bãi soi không đi thay thử cho. Đấy, đấy, đi thay ngay đang được đấy. Đấy, ok. Thế là đất khô to đất ruộng thử chằm khô. Thế là ruộng thế này là ok đúng không? Ok đúng không? Trồng ngô thì lấy thêm cái cây lên luống nữa. Làm luống rau à? Cái này là cái cái này linh kiện phụ kiện, nếu mà hỏng cái gì thì gửi xe ca ngay xuống có luôn trong buổi sáng ngay. Đây là mang từ đâu đấy? Ở Chiêm Hóa mà, ở chợ ở Kim Bình.
nhằng ra. Ông dân nông thôn mà con đi hai lượt cũng không bằng cho thành phố nó đi một lượt. Chưa quen. Đó là mình tì xuống. Càng tì xuống nó càng đi chậm, nó càng được nhiều vào, nó càng nhỏ. Chạy số 1. Nghe đây số mấy? Số 2. Chạy số 1. Đi cho chạy số 1 trước. Đi cho chạy số 1. Đi cho số 1 nào. Đúng rồi, đấy. Đấy. Ấn nặng vào. Nó dừng nữa. À, không làm video về để về xếp mấy lên YouTube á. Cứ vào gõ vào châu vàng Tuyên Quang trên điện thoại trên TV có hết mà. Châu vàng. Vâng, châu vàng Tuyên Quang. Mà con này châu xanh. Một cái đường thay này của nó bằng 5 đường cày. Đi trên đất này sót lắm. Sâu cả. Mới được 18 20 phân thôi mà. Ở Chiêm Hóa mà, ở chợ ở Kim Bình. Ông dân nông thôn mà con đi hai lượt cũng không bằng cho thành phố nó đi một lượt. Chưa quen. Đó là mình tì xuống. Càng tì xuống nó càng đi chậm, nó càng được nhiều vào, nó càng nhỏ. Chạy số 1. Nghe đây số mấy? Số 2. Chạy số 1. Đi cho chạy số 1 trước. Đi cho chạy số 1.
cho số 1 nào. Đấy. Ấn nặng vào. Nó dừng nữa. À, không làm video về để về xếp mấy lên YouTube ấy. Cứ vào gõ vào châu vàng trên quang trên điện thoại trên TV có hết mà. Châu vàng. Vâng, châu vàng trên quang. Mà con này châu xanh. Áo vàng cái đấy. Thank you.